chỉ có ba má mới thương con thật lòng, còn vợ á chỉ là người dưng. Mấy ông chồng đừng có lúc nào giận dỗi với vợ rồi kể với mẹ chồng. Mẹ chồng sẽ nói ra một câu rất là kinh điển: không ai thương con thật lòng bằng ba má hết. Đó là cái câu mà biết bao nhiêu hạnh phúc gia đình của mấy bà mẹ chồng. Nếu mà người mẹ chồng tốt á, thì phải dạy con mình biết là khi con lấy vợ, vợ của con là nhất, con của con là thứ hai, ba mẹ mới là thứ ba. Để cho người làm chồng biết họ phải có trách nhiệm với vợ con. Vì thực tế mẹ không thể nào đi cùng con đến suốt cuộc đời, mà chỉ có vợ là người bạn đời của con. Còn nếu mà cứ giữ con khư khư á, rồi đi chia rẽ con với con dâu, để con mình suốt ngày đút nách mẹ, chuyện gì cũng kể lể với mẹ đi giải quyết, thì mấy ông chồng đó cũng chẳng làm được việc gì nên hồn. Nhiều người làm cha làm mẹ mà thương con không có đồng. Nhiều người thì nghe thấy con á mà khá giả, nó cho tiền, nó ở gần, nó dưng cơm giờ nước, nó mua quà, mua cáp nó cho á, thì thương nó. Còn mấy đứa mà nghèo á, nó ở xa, nó không gần gũi được, nó không có về thăm bình thường á, thì không thương nó. Nhưng mà mình làm cha làm mẹ mình phải thương cho đồng, đứa nào mình cũng thương hết. Tại vì á, nó nghèo là mình phải thương nó nhiều hơn là cái đứa giàu nữa. Đứa giàu á, nhiều khi nó có điều kiện hơn cái đứa nghèo. Đứa nghèo á, nó không có tiền á, mình phải giúp nó, đặng đỡ đầu cho nó lên, đặng nó mặn, nó có tiền với người ta. Chỉ còn này nữa, mình mà có của mình phải chia đồng đều ra. Chỉ thử mình có 100 triệu, mình có 4 đứa con, mỗi một đứa vậy là 25 triệu, 4 đứa. Cho nó đồng đều, cho chị em nó vui vẻ, rồi hòa thuận, thì gia đình nó được hạnh phúc.